Tết trong nhà đẹp quá. Ủa, chào anh Tý anh ta. Chị đi hát chính mà mấy đứa. Dạ dạ. Chị hát chính á. Dạ. Chào anh Tý. Chị hát chính. Tý sẽ chở cho em Tý. Chị hát chính nên là mấy chị hơi sửa soạn. Hát chính nên ngựa gì đó. Ủa trước khi đi hát uống sữa chưa chị? Pha sữa chưa? Không uống sữa, cứ đi hát uống sữa là ai chị á? Rồi. Hai anh luôn, anh cầm một cọng chế đi, anh cầm một miếng ra thử trả đi. Hát thiệt. Cùng đến với Đình Thám Cúc Phi ngày hôm nay, trong một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Người Cha Thứ Hai. Chương trình chúng ta sẽ được bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay, như vậy là còn khoảng 15 phút nữa. Tiết mục đầu tiên sẽ bắt đầu luôn. Như là ngay bây giờ sẽ được trân trọng kính mời cả các cô chú anh chị và các bạn. Chào mới tư. Chào má. Chúng ta hỏi đầu rất liền luôn nha, để cho các bạn nhân viên được cùng phục vụ cho các bạn quý vị của chúng ta. Và chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay, và có một số nghệ sĩ cũng đã đến bên trong sân khấu rồi, chờ đến phần biểu diễn của mình. Đến đây phục vụ tiết mục cùng bài hát Nghĩ Vì Cha đó, Người Cha Thứ Hai đó. Cúc Phi ngày hôm nay, trong hơn 2 tháng qua khi mà Thám Cúc Phi đã khai trương, thì chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và sự quan tâm yêu thương của rất nhiều tất cả quý vị khách quý, và hy vọng rằng đây sẽ là một nơi thư giãn thật tuyệt vời. Khi mà quý vị cùng với người thân, gia đình và bạn bè của mình cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện trong một không gian rất là lãng mạn, rất là thoải mái và mát mẻ như thế này, với các loại đồ ăn và thức uống rất hợp khẩu vị của tất cả quý vị mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, có sẵn trong menu để chúng ta có thể gọi và chúng tôi phục vụ quý vị trong tối nay luôn. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị khán giả, các cô chú anh chị và các bạn tạo điểm chỗ ngồi của mình và gọi nước, gọi đồ ăn thức uống trước luôn để tránh sự nhầm lẫn khi mà khán giả đến khá đông tí xíu nữa. Và cũng xin được cảm ơn các anh chị YouTuber cũng dành thời gian đến với Thám Cúc Phi ngày hôm nay, đã quay trực tiếp để cho khán giả ở nhà, khán giả khắp nơi có thể xem trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các anh chị YouTuber rất nhiều. Cảm ơn ạ. À,
quý vị cũng thấy rằng có những nghệ sĩ cũng đến với thăm coffee, chờ đến phần biểu diễn của mình rồi. Chúng ta vừa mới chào đón Ma Tư cũng đến với thăm coffee để cổ vũ cho các nghệ sĩ, các con của mình tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay tại trung tâm của thăm coffee thì quý vị đang cùng gặp gỡ với ca sĩ Diễm Viên Hạnh Tinh Tí, cũng đã có mặt để chờ đến phần biểu diễn của mình. Mời các chị chúng ta có thể chụp ảnh thật nhanh nha. Các chị chụp ảnh thật nhanh. Tí xíu nữa thì chúng ta chụp tiếp nha. Cho nên tiến vào trong để chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình luôn. Mất tư vô trong rồi, mất tư. Mất tư rồi. Cảm ơn quý vị, các anh chị. Mất tư, mất tư, mất tư vô trong. Nhiều tình cảm cho thăm công ty, cũng như là những tình cảm cho tất cả những nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Cô tưởng chị là bên kia là anh Tí, chị Bích Trâm ha. Bao ngày thơ đã qua chỉ là sĩ phán. Thôi thì tôi chúc em duyên trong cầu vui vấn. Con đường chia hai đường chia hai ngã phải cách xa. Vô trong đi chị, vô trong đi chị, vô trong đi. Đây là em tới rồi. Nhìn anh tới rồi. Nhìn nha mọi người ơi, nhìn nha. Đây. Đứng không đủ hình.
nhanh nè, nhanh nè. Cô né qua con, cô né qua cô. Né cô, né cô. Trời ơi, chọn chế độ mà nó chọn số gì vậy trời. Chọn số, chọn số nó lâu lắm. 3 3 8. Dạ em không có chụp áp. Em quay thẳng đi áp nha. Điện thoại của em điện thoại mà. Đó có chướng chị là tí à. Trời chị ông lo đến luôn rồi.